mọi người, mình là Trâm Mai. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của With Mai cũng như là series tâm sự của cựu thủ khoa đại học ngoại thương. Trong video clip ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ đến các bạn cái quan điểm của mình về vấn đề là chơi đến mức nào để chúng ta vẫn có được một cái thành tích học tập tốt, và thành tích học tập tốt thì nó sẽ dẫn đến cuộc đời của chúng ta có nhiều cơ hội hơn, và từ đó dẫn đến mức sống của chúng ta nó sẽ cao hơn mức trung bình, và từ đó là chúng ta sẽ cảm thấy một cái sự gọi là phong phú, tự do trong cái tâm hồn của chúng ta nha. Ok, bởi vì mình biết rằng là sẽ có hai luồng ý kiến về vấn đề này. Một luồng ý kiến thì cho rằng là học sinh nên có cái thật là nhiều cái khoảng thời gian vui chơi giải trí để chúng có thể phát triển một cách tự nhiên và theo bản năng. Còn luồng ý kiến khác thì cho rằng là học sinh nên dành ra những cái khoảng thời gian phổ thông rèn luyện cái kỷ luật trong cuộc sống thôi, qua cái việc nỗ lực học tập để chúng có một cái tác phong sống tốt, và sau đó sẽ dẫn đến cuộc đời của chúng sẽ có nhiều cơ hội đến hơn ha. Thì tất nhiên á, là mình theo luồng thứ hai, và mình sẽ giới thiệu cho các bạn những cái dẫn chứng khoa học về vấn đề này nha. Và nếu như đây là lần đầu tiên các bạn theo dõi kênh của mình thì mình là Trâm Mai, mình là một trong những cựu thủ khoa đại học ngoại thương trong thành phố Hồ Chí Minh, và mình mong muốn là thông qua series này sẽ chia sẻ đến các bạn kinh nghiệm đã giúp mình đậu được đại học ngoại thương cũng như là giành được học bổng đi du học nước ngoài. Và nếu như các bạn cũng đang quan tâm đến chủ đề trong video clip ngày hôm nay thì nhớ theo dõi hết video clip này nha. Ok, trước khi mình đi vào cái câu trả lời chính cho chủ đề của video clip ngày hôm nay á, đó chính là chơi bao nhiêu thì là đủ để mà học giỏi á, thì mình muốn chia sẻ đến các bạn đầu tiên là cái trải nghiệm cá nhân của mình trước nha. Cái trải nghiệm cá nhân của mình á, là mình nghĩ rằng cái vấn đề cái thái độ học của các bạn như thế nào á, nó rất là quyết định thành tích học tập của các bạn. Các bạn đừng bao giờ nghĩ rằng học giỏi á, nó là do được sinh ra có một cái trí não thông minh. Học giỏi hay không nó phụ thuộc vào cái thái độ của các bạn. Các bạn có đầu tư nhiều cho việc học hay không, và các bạn có tin vào cái việc rằng các bạn đầu tư các bạn sẽ gặt hái được hay không. Bởi vì mình biết rất là nhiều bạn mình, người ta nghĩ sai về việc học lắm. Người ta cứ nghĩ rằng chẳng qua rằng là cái người đã học giỏi nên người ta mới chăm học, nhưng mà không, người ta chăm học nên người ta mới học giỏi nha mọi người. Nên đừng bao giờ nghĩ sai. Còn cái vấn đề là tại sao có nhiều người nghĩ sai, mình nghĩ phần lớn là chúng ta bị ảnh hưởng bởi phụ huynh rất là nhiều. Nếu phụ huynh cũng tin vào việc học thì chúng ta cũng tin vào việc học. Giống như gia đình mình, mẹ mình là một người rất là đầu tư cho giáo dục, và từ bé mình đã được nghe những cái câu chuyện rất là tạo cảm hứng về việc học. Mẹ mình kể chuyện về những người quen của mình hiện tại người ta đã có cuộc sống khá giả như thế nào, mặc dù xuất thân của người ta rất khiêm tốn, ở dưới quê làm ruộng, nhưng mà người ta đã quyết tâm theo học đại học và người ta đã thành công. Nên là mình rất là tin vào sức mạnh của việc học, và đúng thật nó đã làm thay đổi cuộc đời mình. Mình được đi du học, mình được học bổng đi du học, mình được theo học một môi trường lớn, mình được tiếp xúc với bạn bè đến từ những cái gia đình tập đoàn rất là lớn, và mình nói chung là mình hấp thụ được cái văn minh đó, và hiện tại mình có công việc ổn định. Nếu mình muốn đi châu Âu chơi thì mình cũng đủ tiền để đi châu Âu để mà du lịch nữa. Nên là mình cảm thấy cuộc sống của mình bây giờ nó rất là đầy đủ, và mình rất là cảm ơn cái việc học đó. Nên là mình rất là muốn truyền cảm hứng đến cho các bạn. Nhưng một mặt khác, mình biết có một số gia đình thì lại rất tin vào cái thuyết gọi là phát triển tự nhiên. Mình thì hoàn toàn mình không có ủng hộ cái thuyết phát triển tự nhiên này. Mình cũng không nói các bạn là phải học nhồi học nhét, nhưng mà mình tin rằng những cái năm các bạn đang học phổ thông các bạn nên dành hết cho việc học, và nó chắc chắn nó sẽ gặt hái cho các bạn những cái bài, không chỉ về mặt kiến thức đâu, mà là còn những cái bài học cuộc sống và một cái thái độ sống rất là tốt, rất là tích cực, cho để các bạn có thể vươn cao vươn xa sau này trong cái môi trường làm việc của các bạn. Đa số những người bạn của mình mà mình để ý ngày xưa người ta học, nếu mà người ta đi học mà người ta kiểu lười nhác á, thì mình cảm thấy khi ra đời những cái bạn đó cái thái độ sống của người ta cũng rất lười nhác, kể cả trong công việc, kể cả trong sự nghiệp, kể cả thậm chí là trong tình yêu. Các bạn đừng có coi thường cái chuyện là kênh của mình là kênh học tập, mình không muốn nói là tình yêu, nhưng các bạn có biết lười trong tình yêu là gì không? Lười trong tình yêu là những cái người mà đã biết rằng mình gặp sai người nhưng vẫn cố quen, bởi vì người ta lười đi tìm kiếm một cái cơ hội mới. Và tất nhiên là khi mà nói chung là cái việc chọn được bạn đời trong cuộc sống nó rất là quan trọng. Nếu chọn sai thì cuộc đời của các bạn nó cũng rất là đau khổ. Nhưng mà mình sẽ không nói về vấn đề ngày hôm nay. Ý mình nói ở đây đó chính là cái thái độ học tập á, nó cũng chính xác là cái thái độ sống của mọi người luôn. Rồi, vậy thì bây giờ cái thái độ học tập nó sẽ ảnh hưởng đến cái thành tích học tập đúng không? Và cái thái độ học tập ở đây á, mình nghĩ rằng cái thái độ học tập của các bạn á, nó thể hiện qua cái việc rằng các bạn thường làm gì ngoài giờ học, ngoài cái giờ các bạn phải lên trường các bạn sẽ làm gì, các bạn chơi hay các bạn học. Vậy thì có nhiều người sẽ nói rằng chơi cũng cần thiết, tất nhiên mình không ép các bạn học chỉ dành cho việc học không, thì có những lúc các bạn sẽ rất stress, mình cũng muốn các bạn chơi để mà
giảm, giải tỏa cái nỗi stress đó, và sau đó các bạn sẽ học được tốt hơn. Nhưng chơi đến mức nào nha, thì để biết được chúng ta chơi đến mức nào là vừa đủ để có được thành tích học tập tốt á, thì chúng ta cần phải xem qua cái nghiên cứu của Đại học Johns Hopkins được thực hiện bởi nhà xã hội học tên là Carl Alexander. Thì cái bác Carl Alexander này á, bác mới thống kê điểm của học sinh trong cùng một thành phố tên là Baltimore, một cái vùng tên là Baltimore. Thì bác chia cái điểm này ra thành 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là nhóm đến từ gia đình có thu nhập thấp. Nhóm thứ hai là nhóm gia đình có đến từ gia đình có thu nhập trung bình. Và nhóm thứ ba là nhóm đến từ gia đình có thu nhập cao. Bởi vì là thu nhập thấp, thu nhập trung bình và thu nhập cao nó rất là dài, nên mình sẽ nói là nhóm nhà nghèo, học sinh nhà nghèo, rồi là nhóm trung lưu và nhóm thượng lưu nha mọi người, nhóm học sinh thượng lưu nha, cho nó nhanh. Rồi, thì khi mà người ta gọi là thống kê điểm á, điểm về kỹ năng đọc nha, đọc hiểu rất là quan trọng nha mọi người, kỹ năng đọc hiểu á, thì người ta cảm thấy rằng là điểm của nhóm điểm của học sinh nhà nghèo á thì sẽ thấp hơn nhóm điểm của học sinh thượng lưu, học sinh nhà giàu, được chưa? Vậy thì người ta mới đặt ra hai giả thiết. Giả thiết thứ nhất đó chính là học sinh nhà giàu á, người ta gọi là học giỏi một cách bẩm sinh. Và giả thiết thứ hai đó chính là học sinh nhà giàu có điều kiện học hơn nên là cái điểm nó mới cao hơn. Thì người ta mới tiếp tục thống kê điểm, người ta mới tiếp tục thống kê điểm số của học sinh, cái sự tiến bộ học sinh qua hai hình thức. Hình thức thứ nhất là nếu mà sau 9 tháng học á thì các học sinh tiến bộ được bao nhiêu điểm. Và một cái thống kê thứ hai đó chính là sau cái quá trình 3 tháng hè, tức là cái 3 tháng hè là cái 3 tháng mà không có trường học, sẽ không dạy đúng không? Các bạn sẽ phải một là tự học hoặc là thực hiện những cái, nói chung là tận hưởng mùa hè của các bạn. Thì điểm số, cái sự tiến bộ của các học sinh như thế nào nha? Đầu tiên là sau khi người ta cho các cái học sinh này học qua 9 tháng trong một năm học, thì người ta xem xét cái sự tiến bộ thì người ta cảm thấy rằng là rõ ràng là qua một năm học, nếu mà đặt vô cùng một môi trường á, thì các học sinh nhà nghèo thật ra là cái điểm của người ta lại còn tiến bộ hơn các học sinh nhà giàu. Được chưa? Tức là nếu mà đến cùng một môi trường với nhau, cùng một môi trường học tập, thì các học sinh nhà nghèo học được nhiều hơn, hấp thụ được nhiều kiến thức hơn học sinh nhà giàu, đúng chưa? Rồi, nhưng nếu mà so cái sự tiến bộ này, lấy thống kê cái sự tiến bộ này thông qua 3 tháng hè khi mà không có các hoạt động học trên trường á, thì rõ ràng là học sinh nhà giàu sẽ học được nhiều hơn và điểm số cũng tăng mạnh hơn các học sinh nhà nghèo. Ở các cái cấp thấp, thậm chí là học sinh nhà nghèo còn bị giảm điểm về đọc hiểu nữa. Thì người ta mới nghiên cứu tiếp theo, vậy thì tại sao chỉ có qua 3 tháng hè không có cái sự hiện diện của trường này thì học sinh nhà giàu lại tiếp thu được nhiều kiến thức hơn và làm bài tốt hơn? Thì người ta mới phát hiện ra một cái điều, đó chính là trong 3 tháng hè này học sinh nhà nghèo thường, bởi vì người ta không có điều kiện học. Nghiên cứu này ở Mỹ nha mọi người. Người ta không có điều kiện học, không có điều, không đọc sách, cũng không được đi đến những cái chỗ văn minh, đến những cái sự kiện hay là trại hè hay là tham gia các lớp học thêm, nên là học sinh nhà nghèo đã bị giảm điểm, thậm chí là không tiến bộ mấy. Nhưng học sinh nhà giàu, người ta đầu tiên là bố mẹ của người ta đã thành đạt, để mà có trong nhà người ta lúc nào cũng có sách, và khi mà người ta chán thì người ta sẽ đọc sách, nên là cái điểm nó tiến bộ hơn. Còn học sinh nhà nghèo thì chủ yếu chỉ có xem tivi hoặc là đi ra ngoài chơi với chúng bạn thôi. Trong khi học sinh nhà giàu thì như hồi nãy mình đã nói, người ta sẽ đọc sách hoặc là người ta tham gia vào những cái lớp học, và người ta tham gia chạy hè cùng với những cái khóa học có ích ha. Vậy thì qua cái nghiên cứu này chúng ta rút ra được điều gì? Đó chính là cái hoạt động học tập ngoài cái giờ mà các bạn đi học ở trên trường chính khóa nó rất là quan trọng, và nó có thể quyết định cái thành bại, cái cục diện của kết quả học tập của mọi người nha. Nên là ngoài cái giờ lên trường chúng ta học và chúng ta nghe giảng ở trường chính khóa, thì chúng ta, nếu chúng ta muốn là một con người thành đạt á, thì chúng ta nên dành đầu tư cho việc học, đầu tư vào những cái hoạt động có ý nghĩa, chứ đừng dành ra cho những cái việc mà nó không gọi là nó không đóng góp vào việc học, ví dụ như là xem những cái clip hài trên YouTube hoặc là lướt Facebook. Bởi vì khi mà các bạn lướt Facebook như vậy á, nó bản thân mình cũng cảm thấy nó rất là cám dỗ nha mọi người. Mỗi lần mình lướt như vậy, có khi mình lướt đến cả 30 phút mình cũng không hay luôn. Và khi mà mình đã lỡ lướt rồi thì những mình làm việc khác mình không có tập trung được. Nên là ngoài cái giờ học trên trường á, các bạn hãy đầu tư vào việc học, đừng bao giờ ngại như vậy. Các bạn phải có kỷ luật, đừng có học một tí xong rồi lại ra lướt Facebook hay là YouTube, bởi vì rõ ràng là nó không có đóng góp gì cho cái việc học của mọi người hết.
Vậy thì bây giờ câu hỏi là chúng ta nên chơi đến cái mức nào để mà chúng ta có thể vẫn học giỏi? Thì câu trả lời của mình cho câu hỏi này đó chính là các bạn hãy dành tất cả cho việc học. Nói chung là cứ có thời gian rảnh, ngày xưa mình cứ sống theo một cái kỷ luật là lúc nào mình cũng phải học, lúc nào mình không học mình sẽ cảm thấy rất là bất an. Và các bạn lúc nào cũng học hết, và các bạn chỉ chơi khi các bạn cảm thấy cơ thể đã bắt đầu quá mệt rồi thì mình mới chơi thôi. Chứ mình học một cách rất là tự nhiên nha mọi người, bởi vì là mình biết có rất là nhiều thứ phải học. Mình muốn học giỏi toán, học giỏi ngữ văn, học giỏi tiếng Anh và tiếng Nhật. Mình nhất không nhất thiết rằng lúc đó mình phải giỏi, nhưng mình muốn giỏi nên là lúc nào mình cũng học, và nó đến với mình rất là tự nhiên. Và mình cũng gọi là thời đó để mà mình đầu tư cho việc học á, và mình không bị cám dỗ, thậm chí là mình còn tắt Facebook, mình deactivate Facebook trong những cái thời khắc đó nữa. Và khi trước khi mình học á, mình sẽ tắt điện thoại và sau đó bỏ vào một cái nơi nào đó thật là xa để mình không với tay tới, và mình lấy cái điện thoại mình bật ra mình chơi được. Thì mình sẽ cố là thực hiện những cái hành động đó để mà mình có thể tập trung học, và mình chỉ chơi khi nào mà mình cảm thấy mình đã học, mình quá mệt rồi thì mình mới bắt đầu chơi. Mình mới thưởng cho mình bằng việc xem một bộ phim. Nhưng nếu các bạn thích YouTube hay là những cái clip khác thì các bạn có thể bật lên mà xem. Thì tiếp theo mình sẽ đưa cho các bạn một số mẹo để giúp các bạn có thể học liên tục trong một thời gian dài và hạn chế cái việc mất tập trung và vui chơi giải trí vô bổ nha. Đầu tiên á là cái việc đổi môn học nha mọi người. Nếu như mà các bạn chưa quen việc học á, thì hãy bắt đầu từ việc là chán môn này thì chuyển sang môn khác. Ví dụ như là đang học toán chán quá rồi thì chuyển sang học tiếng Anh, học tiếng Anh chán quá rồi thì chuyển sang học văn chẳng hạn. Dù gì á, thì để thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì các bạn cũng cần học ít nhất là 3 môn đúng không? Toán, văn và ngoại ngữ, và cái môn khối xã hội của các bạn nữa. Nên là mình nghĩ rất là dễ để các bạn đổi môn học nha. Và về căn bản ấy, thì để học hiệu quả các bạn không nên học một tiếng mà quá các bạn không nên học một môn mà quá 3 tiếng nha. Học một môn mà quá nhồi nhét á, thì não bộ của các bạn nó cũng tiếp thu không có được hiệu quả. Nên là chỉ học một môn maximum là đến 3 tiếng thôi, thì chúng ta sẽ đổi môn khác nha mọi người. Và cái mẹo thứ hai đó chính là đổi vị trí ngồi học cũng như là hình thức học nha mọi người. Ví dụ như là khi các bạn đang xem bài giảng online và các bạn chán rồi á, thì các bạn có thể chuyển sang đọc tài liệu nè. Hoặc là đang học lý thuyết chán rồi thì chuyển sang làm bài tập. Rồi là học từ vựng tiếng Anh bằng cách học thuộc chán quá thì các bạn có thể luyện tập bằng cách viết cái từ vựng nó ra, đúng không? Não bộ của các bạn chỉ chán khi mà các bạn thực hiện cùng một hành động hoặc là ở tại cái nơi nào đó nó quá lâu thôi. Nếu các bạn chuyển sang một cái hoạt động khác và cũng như là chuyển cái chỗ học của các bạn thì não bộ của các bạn sẽ cảm thấy bị kích thích trở lại và nó sẽ tập trung trở lại nha mọi người. Và cái mẹo thứ ba đó chính là khi mà đã chán học rồi thì các bạn có thể chuyển sang làm những cái việc mà các bạn kiểu gì cũng phải làm nhưng mà nó không phải là việc học ha. Ví dụ như là khi mà mình luyện thi đại học ở Nhật, mỗi lần mình chán á thì mình sẽ đi nấu ăn hoặc là mình sẽ đi giặt đồ rồi là dọn dẹp nhà cửa, bởi vì kiểu nào mình cũng phải làm thôi. Thì sau khi mình làm những cái việc nhà đó thì mình cảm thấy như là mình đã thư giãn đủ rồi, vì thì mình lại phấn chấn quay lại cái bàn học của mình nha mọi người. Rồi, vậy thì trong video clip ngày hôm nay, hy vọng mình đã chia sẻ được đến cho các bạn cái nguồn thông tin tham khảo về cái vấn đề là chúng ta nên chơi đến cái mức nào ha. Nói chung là tốt nhất là hãy dành tất cả thời gian cho việc học, đừng nuông chiều bản thân. Chỉ chơi khi các bạn cảm thấy quá stress rồi thì bắt đầu chúng ta có thể cho bản thân của chúng ta được giải trí một tí thôi. Còn lại hãy đặt ra thật là nhiều kế hoạch để mà học tập nha mọi người. Ok, và nếu như các bạn có những cái khó khăn nào khác về việc cân bằng giữa giải trí và học tập, hay là các bạn vẫn còn cảm thấy việc học nó nhàm chán á, thì nhớ để ở dưới phần bình luận cho mình. Và nếu như các bạn cảm thấy thích video clip này của mình thì đừng quên like, share và subscribe. Cảm ơn và hẹn gặp lại.